chính là tháp kè, một niềm tự hào mà thiên nhiên đã ban tặng cho miền Tây xứ Nghệ. Từ độ cao 150m, thác nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa. Nhìn từ xa, thác kèm trông như dải lụa trắng mềm mại trên nền xanh thẳm của lá rừng đại ngàn vườn quốc gia Pù Mát. Tại chân thác là những hồ nhỏ có độ nông sâu khác nhau, tạo nên một bức tranh phong cảnh thiên nhiên thơ mộng. Về mùa hè, nhiệt độ tại khu vực thác xấp xỉ 20 độ C rất mát mẻ. Du khách có thể thư giãn tắm thác, hòa mình vào thiên nhiên dịu mát của thác kèm trong những ngày nắng nóng oi bức đặc trưng của miền Trung. Bây giờ tạm chia tay thác kèm, chúng ta sẽ cùng đến thăm một địa danh khác. Tiếp tục chuyến hành trình, chúng ta sẽ cùng xuôi dòng sông Răng, đập Phà Lài, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An để cùng chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên kỳ thú nơi đây. Sông Răng bắt nguồn từ khe Khẳng, nằm trong vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát rồi chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, hợp lưu với sông Lam tại huyện Thanh Chương. Phía hai bên bờ sông, nhiều cây cổ thụ mọc lên trên những gành đá lớn khiến du khách không khỏi trầm trồ chiêm ngưỡng. Sông Răng có độ dốc trung bình 17,2% nên có hàng trăm gành đá mọc lên giữa dòng, tạo nên sức chảy mãnh liệt và vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ kỳ bí. Thác gành sông Răng và văn hóa sông nước của tộc người Đan Lai nơi đây được xem là một đặc sản của miền Tây xứ Nghệ.